Nếu tôi nhấn nút này, vâng, tất cả các trò chơi trên điện thoại sẽ biến mất. Thầy ơi, thầy đừng nhấn nhé. Tôi thích chơi trò chơi di động nhất. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với bà nữa. Giáo viên không còn trò chơi nữa. Chúng ta chơi gì vậy? Các bạn nói xem. Chơi game có lợi ích gì? Chơi game có thể rèn luyện khả năng tư làm duy, cho tôi thông minh hơn. Ngày càng thông minh hơn phải Bếp, không? Tôi kiểm tra bạn tháng nào có 28 ngày. Tháng 2 ngày. Có 28 ngày trả lời sai. Mỗi tháng có 28 ngày. Ha ha, giáo viên chơi game có thể giảm bớt áp lực. Bây giờ chúng tôi học rất mệt, về nhà chơi game sẽ rất thư giãn. Sushi, tôi thấy cô đã thư giãn quá lâu rồi. Cùng mắt đều đen rồi. Mê mơ, ha ha. Giáo viên chơi game có thể làm cho ngón tay của chúng ta ngày càng linh hoạt tôi hơn. Tôi chơi guitar ngày càng tốt hơn, phải không, Danny? Vậy bạn chơi một bài cho chúng tôi nghe. Ha ha ha, trời ơi. Bạn đang chơi guitar hay bông? Ha ha ha, tôi vừa nói dối các bạn. Trên thực tế, đây là nút để trẻ em không thích May học mà biến chúng mất. Tôi là những đứa trẻ ngoan thích học tập. Vâng, thưa cô, tôi phải học mỗi ngày. Giáo viên, bạn nhanh chóng làm cho nhấn những đi. Đứa trẻ không thích học biến mất. Ha ha!